Con nhỏ mua 2 triệu nuôi lớn giờ cái tuổi là bị hại chi mà có mấy ông này hả? Ra bỏ cái áo khoác ra. Con nhầm. Con này. Nó treo xe luôn, dắt xe dắt luôn rồi. Từ từ để cho nó ra cho nó cầm lòng chim chụp hình nó. Mày quay qua đây nè. Lên. Dẫn vô phòng ơi nha. Tại sao không phường gửi giấy mời trong sự lại không rồi? Đó có nhưng mà nó chuyện nó kêu giấy mời không phường không? Đó có chả quyết chứ là mình không gia đình thông báo trong sự quyết. Ai là chủ mưu? Lý do tại sao đương sự là chủ mưu kêu bà đồng bọn chém nó làm gì mà để đương sự chém nó? Sau khi hai đương sự bán đâu? Bán dựa chim. Đương sự có bao nhiêu tiền án, bao nhiêu tiền sự rồi? Là tiền án về tội gì?